Chào mừng các bạn đến với khóa học kế toán nhà hàng khách sạn chuyên sâu tại Trung tâm Đào tạo Kế toán Việt Hưng. Với khóa học đặc thù này, không chỉ đơn giản là việc hạch toán các hóa đơn, khó khăn nhất mà kế toán trong ngành quan tâm đó là định mức món ăn miễn phí bao nhiêu là đủ, hay định giá tiền phòng ra sao cho hợp với doanh thu, quy mô của doanh nghiệp. Và thực tế là còn rất nhiều các vấn đề khác. Hiểu được điều đó, Kế toán Việt Hưng đã xây dựng khóa học kế toán tổng hợp nhà hàng khách sạn chuyên sâu, giúp các bạn nắm rõ và thành thạo làm thật tốt công việc của mình. Các nội dung chính trong khóa học sẽ được chia làm 3 nội dung. Phần 1 sẽ hướng dẫn cho các bạn cập nhật số dư chi tiết của đầu năm, phân tích mối quan hệ các báo cáo chi tiết đầu kỳ so với báo cáo tài chính của năm trước chuyển sang. Nội dung phần 2 hướng dẫn lập định mức nguyên vật liệu cho các thành phẩm là các món ăn, hướng dẫn tạo mã doanh thu của mảng nhà hàng và khách sạn, phân loại các chi phí làm sao cho phù hợp, phân loại các hóa đơn chứng từ như mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ, dụng cụ, tài sản cố định và các chi phí khác phát sinh, xử lý các trường hợp phát sinh thực tế trong doanh nghiệp, hướng khắc phục và đúc kết những kinh nghiệm sau những sai sót, tính lương, trích bảo hiểm xã hội và các hồ sơ chứng từ đi kèm liên quan đến nhân công, so sánh tỷ trọng giữa doanh thu nhà hàng so với doanh thu của mảng khách sạn, từ đó lập kế hoạch phân bổ chi phí đầu vào, cân đối theo tỷ trọng doanh thu, kiểm tra lại các chi phí đã thực hiện và cân đối lại các chi phí trước khi các bạn thực hiện việc tính giá thành cho mảng nhà hàng và khách sạn, lập báo cáo và lên các tờ khai phải nộp, bao gồm nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính, phải nộp hàng tháng, hàng quý. Và cuối cùng là kiểm tra lại các số liệu, xác định lợi nhuận của doanh nghiệp cũng như cân đối lại các chỉ tiêu, điều chỉnh trước khi lên báo cáo tài chính và hướng dẫn thực hiện việc in sổ sách kế toán, chia sẻ những kinh nghiệm thực tế. Là các nội dung chính khi các bạn tham gia vào khóa học kế toán nhà hàng khách sạn chuyên sâu. Trong giáo trình của Kế toán Việt Hưng, các bạn sẽ được lựa chọn các hình thức học phù hợp, bao gồm hình thức tự học, học lớp tập trung, lớp online và hình thức một giáo viên kèm một học viên. Toàn bộ các hóa đơn chứng từ các bạn sẽ được học trên giáo trình online, trong web ketoanviethung.com, nhấn xem giáo trình và chuyển sang giáo trình online. Ở khóa học giáo trình online sẽ luôn được cập nhật các thông tư, nghị định và các báo cáo mới nhất, thuận tiện cho việc ôn lại kiến thức bất cứ lúc nào. Và trong giáo trình khóa học kế toán online sẽ được chia theo từng phần, từ việc khai báo các dữ liệu đầu kỳ, hạch toán các hóa đơn chứng từ phát sinh, cuối cùng là lên báo cáo tài chính và những nội dung liên quan đến khóa học. Để xem được các nội dung chính trong khóa học theo từng phần, các bạn sẽ kết chọn trực tiếp vào nội dung của phần học. Mỗi một chứng từ, một hóa đơn sẽ là một video hướng dẫn cho các bạn cách hạch toán và các nghiệp vụ hạch toán trên phần mềm. Ngoài ra, các bạn có thể lựa chọn học trên chính chứng từ tại đơn vị mà các bạn đang làm việc. Kế toán Việt Hưng hy vọng sẽ được chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm cho các bạn ngay từ hôm nay. Đăng ký nhận tư vấn lộ trình khóa học bằng cách liên hệ đến các số hotline của trung tâm 0988 680 223 để được tư vấn và hỗ trợ ngay hôm nay.